Đăng xin chào bạn. Sau này Đăng xin giới thiệu các bạn cần Zoro. Đấy. Có hai size 704 là 21 và 7 804 là 24. Đăng cần này gần 4 khúc ạ. Mang đi mang lại tiện, rất tiện. Đo chiều dài dài cần này, chiều dài thu gọn đấy, chiều dài thu gọn là 63. Này đang đang phân phối hai size cần lu, đây là cần lu vậy, rất gọn. Cần 4 khúc. Gọn và đẹp bạn. Tải mồi từ 10 đến 30 gram. 4 đốt. High power is chơi bát nói bát tôi đẹp không ạ? Lốt khá đẹp, lốt tắm ạ, chơi gốc. Lô thứ hai từ dưới lên đây bạn, khuyên đề ba chống đứt lô thứ ba lại từ dưới lên. Mắt thường ạ. Ngọn này là tầm 2 ly ạ. Đúng vậy. Hai ly các bạn, hai ly trọng lượng, cân trọng lượng các bạn. Trăm bốn sáu gram khá nhẹ, cần lù khá nhẹ các bạn, 46 gram khá nhẹ. Cần các bạn cần 24, thông số cần 24 thì nó tương tự nhau, đối tượng gần 21 các bạn phải chỉ từ 10 đến 30 gram, chuẩn dài hơn thôi. Khá đẹp. Cần lu máy ngang, cần lu máy đứng. Cái này đang đang phân phối hai xa. Đây là cần máy ngang. Rất gọn, máy ngang thì quá gọn rồi bạn. Cầm với máy không bị cồng kềnh.
mồi làm cái túi đựng mồi nữa là gọn ngay. Cầu 168 g. Rồi đang đã giới thiệu các bạn cần Zondu chiều dài 21 và 24, cả máy đứng và máy ngang, tải chì 30 đến tầm 10 đến 30 gram, thu gọn là 63 cm. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.